Dạ vâng, hôm nay thì em Thanh lại tiếp tục lên báo giá nhanh 5 mẫu bếp ga. À em xin lỗi, 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn gia đình mình nhé. À, đầu buổi báo giá của ngày hôm nay đấy thì em Thanh kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình trên mọi miền Tổ quốc một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và bây giờ thì em sẽ đi vào buổi báo giá của ngày hôm nay để cô chú anh chị nhà mình không phải đợi chờ lâu. Buổi báo giá của ngày hôm nay đấy, em gửi lên cô chú anh chị nhà mình một chiếc nồi đầu tiên, đó là thương hiệu Panasonic. Cái này thì thành vách của nó là toàn bộ màu đen nhá. Toàn bộ là màu đen mà đen bóng luôn cả nhà mình ạ. Cái nhựa của Nhật đấy, họ làm rất là đẹp nhá. Nó vừa bóng này, vừa nhẵn phín này. Khi mà mình có dây bẩn ấy, mình chỉ cần lấy cái khăn ướt mình lau qua là sạch thôi. Và bề mặt đường trên của nó cũng thế nhá, đang còn mới lắm luôn cả nhà mình ạ. Cái này thì nó là thuộc dòng cao tần 1 lít đời 16 nhá. Bây giờ em sẽ mở vào lòng trong để xem nồi có đẹp không. Vâng, cái này thì nắp nồi thì đang còn mới nhá. Răng nồi của cái này cũng đang còn đẹp cả nhà mình nhá. Răng nồi dày sự đàn hồi tốt này. Đấy. Răng nồi dày đang còn mới này. Và cái này thì diềm của nó là diềm inox nhá. Toàn bộ là inox của nhà mình ạ. Cái này thì lòng nồi của nó có 2 chấm chảy xước nhá. 2 chấm chảy xước rất là nhẹ. Nói chung là cái này thì nấu cơm thì vẫn ngon cơm nhá cả nhà mình. Cái này nó có phủ một lớp kim tuyến luôn. Đấy, bên ngoài thành vách thì không có bị chảy xước nhá. Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 1.100.000 đồng nhá. Bác nào mà mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ. Bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ hai của ngày hôm nay. Cái thứ hai của ngày hôm nay đấy thì đến từ thương hiệu Tiger nhá. Cái này thì rất là đẹp luôn, thành vách này. Thành vách rất là đẹp luôn cả nhà mình ạ. Đấy, thành vách cái này thì nó sẽ có một chút chảy xước nhẹ ở bên ngoài nhá, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới chất lượng đâu cả nhà mình ạ. Vâng, bề mặt đằng trên của nó thì rất là đẹp này. Và cái này nó thuộc dòng cao tần 1 lít đời 13 nhá. Những cái chức năng ở đây đấy thì bên em đều đã hỗ trợ bằng tiếng Việt rồi. Chẳng hạn như chế độ là nấu cơm ngon này, nấu nhanh này, nấu sôi này, hĩ này, nấu cháo này, ủ ấm này, gạo lứt này, chế độ nấu này, cơm ngon này. À, cơm cháy, cái này có cơm cháy luôn cả nhà mình nhé. Giờ phút này, nấu hẹn giờ này. Đấy, thì bên em đều đã hỗ trợ bằng tiếng Việt rồi. Sau khi mà nhà mình mua về đấy, chỉ cần cắm dây điện vào là sử dụng được thôi. Bây giờ em sẽ mở vào lòng trong. Lòng trong thì nắp nồi rất là mới luôn cả nhà mình ơi. Mới kinh keng nhé. Mới kinh keng luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Răng nồi thì chưa có ngã màu nhé. Răng nồi xanh đét luôn cả nhà mình nhé. Đấy, sự đàn hồi tốt, dày này. Cái này thì em bao cơm ngon cho các bác nhé. Bởi vì cái này nó đang còn chất lượng lắm các bác ạ. Cái này cực kỳ là đẹp luôn. Nói chung là nó mới, cái răng nồi mà đã mới thì nấu cơm cực kỳ là ngon nhé. Cái này thì lòng nồi cũng không có chảy xước, không có bong chóc nhé. Rất là đẹp và nó có thêm quai bên ngoài nhé cả nhà mình. Đấy. Lòng trong cũng như là bên ngoài này không có bị chảy xước, không có bong chóc ở đâu nhé. Cái này đang độ mới đang còn cao. Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 1.700.000 đồng. Bác nào mà mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời và là bảo hành cho các bác là 1 tháng về nồi nhé. Sau khi mà các bác mua nồi ở bên shop em đấy, trong cái tháng đầu tiên mà nồi có xảy ra chuyện gì đấy, chẳng hạn như có trục trặc gì thì bên em sẽ cho 1 đổi 1 nhé. Đó. Và riêng dòng nồi của Nhật đấy thì nó đều sử dụng điện là 100. Đấy. Thì sau khi mà nhà mình vào video mà ưng mẫu nào đấy, mình chụp lại mình mua rồi đấy, thì nhà mình có cục đổi nguồn chưa? Nếu mà chưa có cục đổi nguồn thì mình mua kèm theo nhé. Mua cục đổi nguồn kèm theo, thứ nhất là nó sẽ độ bền của nồi cao, cũng như là mình nấu cơm nó sẽ ngon cơm. Đấy. Và nó tránh được cái trường hợp là mình cấm nhầm vào điện 220 nhé cả nhà mình. Đó, cái này thì 1.700.000 đồng nhá. Bác nào mình ưng cái mẫu này thì mình chụp lại nhá, gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ ba của ngày hôm nay. Dạ vâng, cái thứ ba của ngày hôm nay đến từ thương hiệu Nationan nhá.
Đấy, cái này thì thành vách cũng rất là đẹp này. Thành vách rất là đẹp cả nhà mình ạ. Cái này thì thành vách không có chảy xước, không có móp méo nhé. Bề mặt đường trên thì nó phơn phớt hồng nhẹ nhé. Đấy, rất là đẹp, màu sắc thì quá là mỹ mãn rồi. Vâng, cái này cũng là cao tần 1 lít, đời hơi sâu một chút, đời không bẫy nhé cả nhà mình. Vâng, đời không quan trọng cả nhà mình ạ. Quan trọng khi mua nồi sử dụng qua đi rồi đấy, thì quan trọng nhất là cái gioăng nồi. À, cái thứ hai nữa là lòng nồi nhá. Cái này thì gioăng nồi đang còn đẹp này, xanh này. Đấy, dày sự đàn hồi tốt nhá. Đó, nắp nồi thì đang còn mới này. Lòng nồi của cái này đấy thì không có một vết chảy xước gì, không có vết chảy xước nào nhá. Đấy, không bong chóc, không chảy xước, rất là đẹp luôn cả nhà mình ạ. Và bên ngoài thành vách này rất là đẹp, ở dưới đáy thì nó sẽ có một chút nhá. Đấy, thế nhưng mà mình nấu ấy thì cơm nó ở trong, cho nên là ngoài đáy nó sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng khi mà mình nấu cơm nhé cả nhà mình. Cái này thì nói chung là thành vách cũng như là lòng nồi đang còn mới, xoăng nồi mới nhá. Cái này bao cơm ngon cho các bác, chống dính luôn. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.700.000 đồng nhá. Nhà mình mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ ba của ngày hôm nay. À, cái thứ tư các bác ạ. Vâng, nồi của Nhật nó rất là nặng. Khi mà em xách một tay thì nó cực kỳ là nặng luôn nhé cả nhà mình. Cái này thì nó là thương hiệu Hitachi này. Thành vách toàn bộ là màu đỏ nhé. Màu đỏ cả nhà mình ạ. Màu này thì quá là đẹp, quá là mát mắt luôn. À, nhà mình mà ưng cái màu này thì mình chọn cái màu này nhá. Cái này là áp suất 1 lít đời 14 nhá, Hitachi. Em sẽ mở vào lòng trong của cái này đấy. Cái này thì gioăng nồi nhá. Nắp nồi thì đang còn mới này. Gioăng nồi thì có ngã màu một chút nhá cả nhà mình. Đấy, có ngã màu một chút. Thế nhưng mà không quan trọng, khi mà mình nấu cơm thì cơm vẫn rất là ngon cơm nhá. Vâng, lòng nồi của cái này thì nó sẽ có là xước lông chó lông mèo. Vâng, dòng xước lông chó lông mèo thì không ảnh hưởng, không quan trọng tới khi mà mình nấu cơm thì cơm vẫn rất là ngon nhé. Đấy, bên ngoài thì không có chảy xước nhé. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.100.000 đồng nhé. Bác nào mà mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái cuối cùng của ngày hôm nay. Cái cuối cùng của ngày hôm nay đấy, cũng đến từ thương hiệu Tiger nhá. Cái này thì thành vách cực kỳ đẹp luôn cả nhà mình ạ. Cái này mới lắm nhá. Mới lắm luôn đấy. Và bề mặt đằng trên của nồi này rất là mới. Cái này cao tầm 1 lít đời 19, đời lại cao nữa. Vâng, nắp nồi thì không thể chê vào đâu được, mới sự đàn hồi tốt, răng dày, xanh đét. Đấy. Cái này thì lòng nồi của nó không có chảy xước nhá, không có bong chóc. Ở ngoài có quai nhá. Đấy, rất là đẹp. Cái này đang còn mới lắm luôn nhé cả nhà mình. Cái này độ mới thì nó chỉ kém phần nồi mới, tức là đã qua sử dụng. Và cái này thì bên em đang bán với giá là 2.200.000 đồng. Vâng, bác nào mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em nhé, là 0361487116 cả nhà mình nhé. Vâng, trong buổi báo giá của ngày hôm nay thì em Tinh chỉ gửi lên cô chú anh chị nhà mình là 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật. Khi cô chú anh chị mình vào theo dõi kênh của em đấy, mà mình ưng mẫu nào mình chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em nhé. Dạ vâng, trong kho nhà em thì còn rất là nhiều nhé cả nhà mình. Đấy, nồi thì còn rất là nhiều. Và nhân viên thì đang tích cực làm vệ sinh cũng như là test cơm nhé. Đấy. Có những chiếc nồi 1 lít 8 ấy, thì mai nhà mình mà cần dòng nồi 1 lít 8 thì cứ liên hệ vào số điện thoại của em nhé. Em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi đến cái mẫu lít 8 cho nhà mình nhé. Dạ vâng, đến đây thì em Tinh xin được tạm dừng video. Bác nào mà đang vào xem kênh của em ấy, thì cũng mong ủng hộ cho em nốt like và nốt đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo ạ.